Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, rất nhiều anh chị em và các bạn đặt câu hỏi với Tự Doanh là xu hướng dài hạn thì ai là người kiểm soát cái xu hướng này, hay là cái gì tác động lên cái xu hướng dài hạn. Thưa quý vị và các bạn, cái xu hướng dài hạn thì lợi nhuận chính là thứ kiểm soát cái xu hướng dài hạn. Tại sao chúng tôi lại đưa ra một câu trả lời nghe thì nó có vẻ chẳng có ăn nhập một chút nào? Thưa quý chị em và các bạn, nó là như thế này. Với một cổ phiếu thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ kiểm soát xu hướng dài hạn. Với một nhà đầu tư hay một quỹ đầu tư hay một tổ chức đầu tư, lợi nhuận của quỹ đầu tư sẽ kiểm soát cái xu hướng dài hạn của cái quỹ đấy. Và đặc biệt có một điều mà chúng tôi sẽ trao đổi và chia sẻ trong video này, làm quý vị và các bạn thấy nó không hề giống bất kỳ một cái chia sẻ nào trước tới giờ. Trong một cái thị trường chứng khoán, trong một cái cuộc chơi nó gọi là đầu tư hay là lướt sóng, thì phần đa quý anh chị em và các bạn đều thường là nghe thấy hay là được người ta trao đổi, được ai đó dí tai với mình rằng là cổ phiếu này đang được một cái nhóm, một cái tổ chức A chi phối và tin tưởng vào điều đó. Trong một cái điều kiện thị trường tính theo xu hướng chung và dài hạn, anh chị và các bạn sẽ có những lời dí tai theo hướng là thị trường sẽ đi lên vì lý do này, vì lý do kia. Thưa quý anh chị em và các bạn, với xu hướng ngắn hạn tính theo ngày, tính theo phiên giao dịch hoặc tính theo tuần giao dịch, có thể điều đó nó sẽ đúng. Tuy vậy, với một xu hướng dài hơn, tính theo quý hoặc là tính theo năm, thì không có bất kỳ một tổ chức hay một cá nhân nào có thể chi phối được cái xu hướng. Xu hướng nó sẽ là sự đan xen phối kết hợp giữa các thị trường trên thế giới, và nó là một cái xu hướng, nó tạo ra một cái xu hướng và có thể trong ngắn hạn tác động được, nhưng về mặt dài hạn thì không thể điều chỉnh, không thể tác động vào được. Và như vậy thì chúng ta đủ để thấy rằng là nếu như quý anh chị em và các bạn mà nghe đâu đó hay là nghe dĩ tai về một cái câu chuyện, một cái lý do nào đó dí tai anh chị em và các bạn nói rằng là cổ phiếu này, doanh nghiệp này hay là chứng khoán Việt Nam sẽ đi lên trong giai đoạn sắp tới bởi vì thế này, thì điều đó là điều không đúng. Theo quan điểm của Tự Doanh Chứng Khoán, chúng tôi cho rằng không tác động được về mặt xu hướng dài hạn. Và để có thể dự báo hay là định hướng cái xu hướng dài hạn, chúng ta buộc phải coi cái nghề chứng khoán là một trong những nghề cần phải đào sâu nghiên cứu và phải có một cái trình độ nhất định về phân tích vĩ mô, phân tích doanh nghiệp, phân tích ngành. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể là đưa ra được một cái góc nhìn tương đối phù hợp cho thị trường chứng khoán chung và dài hạn. Bởi vì sao lại như vậy? Là bởi vì các tổ chức trong ngắn hạn hay là một số nhà đầu tư lớn trong ngắn hạn, họ có thể bỏ tiền hoặc là gia tăng cái nhu cầu mua vào cổ phiếu hay là mua vào một số trọng số cổ phiếu để tác động lên ngắn hạn tính theo tuần. Ví dụ có thể là một vài tháng là một cái xu hướng của một hoặc đến hai tháng thì hoàn toàn có thể chịu sự tác động nhất định nào đó. Nhưng nếu như mà xu hướng tính theo một tới hai quý thì cái câu chuyện tác động là không thể. Và nó chỉ chịu tác động của tình hình gọi là dịch chuyển dòng tiền của các quỹ đầu tư lớn cũng như là cái sự dịch chuyển của nền kinh tế trên toàn cầu. Tôi lấy ví dụ, nếu trường hợp mà chỉ số chứng khoán của Mỹ nói riêng và cái việc tốc độ tăng trưởng toàn cầu nói chung chịu tác động của chiến tranh thương mại là trade war, chịu tác động của những vấn đề nội tại của gọi là của nền kinh tế thế giới, tác động lên một số nước đang phát triển như chúng ta, và bên cạnh đó nữa thì lợi nhuận
của các doanh nghiệp hoặc là của các cái ngành trong cái nền kinh tế Việt Nam nó gặp phải những cái vấn đề gọi là chậm bớt cái đà tăng trưởng hoặc là không còn tăng trưởng được, thậm chí là bị âm lợi nhuận. Ví dụ như một trong những cái trường hợp mà HSC sáng sớm nay dự báo về lợi nhuận của Ngân hàng Công Thương là có khả năng là sẽ bị âm. Đây là cái hồi chuông gọi là cảnh báo đầu tiên về lợi nhuận của ngành ngân hàng. Và trước đó thì có lợi nhuận của rất nhiều những doanh nghiệp, ví dụ như là Hoa Sen cũng có những vấn đề, rồi một số doanh nghiệp khác nữa, thì đó là những cảnh báo đầu tiên. Nó sẽ tác động lên xu hướng dài hạn. Và anh chị em và các bạn theo dõi kỹ thì sẽ thấy cái câu chuyện đó. Hay ví dụ như một trong những cái cổ phiếu mà được anh chị em và các bạn gọi là rất rất quan tâm và đánh giá là một cổ phiếu rất tốt, ví dụ như Vinamilk. Nhưng nếu như lợi nhuận của các quý tiếp theo của Vinamilk nó bị chứng lại hoặc là bị suy giảm, không còn tăng trưởng nữa. Tôi chưa nói tới câu chuyện Vinamilk gặp vấn đề và bị lỗ, mà chỉ là quý trước ví dụ như lời 1.000 tỷ, quý sau lời thấp hơn 1.000 tỷ và quý sau nữa tiếp tục suy giảm cái lợi nhuận đó, thì đó là những cái hồi chuông cảnh tỉnh, gọi là cảnh báo, cái cảnh tỉnh thì không đúng, mà là cảnh báo cho quý anh chị em và các bạn biết rằng là xu hướng chung và dài hạn nó sẽ chịu tác động. Ngắn hạn thì chúng tôi không bàn, là bởi vì vẫn có trường hợp trong ngắn hạn chịu sự tác động nhất định của các cái nhà đầu tư lớn, các tổ chức lớn, còn dài hạn thì không. Từ cái câu chuyện này thì chúng ta mới trả lời với nhau, với chia sẻ với nhau một cái ý cực kỳ quan trọng, đó chính là xu hướng chung và dài hạn của thị trường Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung thì hoàn toàn là trên một cái gọi là chịu tác động, gọi là liên thông thị trường, các thị trường sẽ tác động qua lại lẫn nhau và chịu cái tác động của lợi nhuận của nền kinh tế, chứ không hề chịu tác động của bất kỳ một tổ chức nào. Vì cái lẽ này nên anh chị và các bạn cũng nên thận trọng trong những cái quyết định mua bán của mình trước những cái tin đồn, hay là trước những cái lời dị tai, hay là trước những cái nhận định phân tích của các nhà phân tích mà thực sự là chưa có cái tính hợp lý tương đối, để chúng ta có thể đưa ra những cái góc cạnh nào đó trong cái quá trình đầu tư của mình theo một cái xu hướng chung và dài hạn nó phù hợp hơn. Thì tiện thể video này thì chúng tôi cũng xin nói cụ thể và chi tiết hơn một số cái nhà đầu tư tổ chức và một số nhà đầu tư cá nhân, nhưng mà được gọi là nhà đầu tư VIP, tức là nhà đầu tư có cái giá trị NAV, cái vốn lớn. Thì thưa với anh chị em và các bạn là đây là một trong những cái nhà đầu tư mà chúng ta thường theo dõi. Ví dụ như tôi, như nhóm tự doanh biết tới một số nhà đầu tư này thì thường theo dõi các cái động thái của các nhà đầu tư này, xem là họ sẽ dịch chuyển cái dòng tiền như thế nào. Thì chúng tôi tạm có thể thống kê sơ bộ là những nhà đầu tư lớn như vậy thì họ đã sớm rời thị trường ở những cái tháng 5, tháng 6 của 2018 và chưa có cái dấu hiệu quay lại thị trường. Thì chúng tôi có đặt ra cái câu hỏi đối với một số nhà đầu tư không tiện nêu tên này, và cũng có hỏi một số các cái tổ chức vừa và nhỏ thôi, thì hỏi là nhận định của quý anh chị em và các bạn về dài hạn của thị trường thì sẽ như thế nào. Thì các nhà đầu tư này chỉ có một câu trả lời, đó là đợi, wait, đợi. Tại sao lại phải đợi mà họ không đưa ra một cái nhận định cụ thể là thị trường sẽ về đâu như thế nào? Thì tôi cũng đặt câu hỏi ngược như thế, là theo các anh chị là đợi đến bao giờ và dự là thị trường về đâu? Thì họ chỉ cười và nói rằng là không có một cái dự báo cụ thể chỉ số sẽ về đâu, mà chúng ta có một thứ chúng ta cần phải quan tâm, đó chính là chúng ta phải thuận theo thị trường và chờ đợi. Thì chúng tôi hỏi tiếp là tại sao phải chờ đợi? Thì họ chỉ đưa ra một cái ý, đó là trong một cái khoảng thời gian trong 3 năm trở lại đây thì không chỉ riêng thị trường Việt Nam mà phần lớn các thị trường trên thế giới đều có một cái chu kỳ tăng rất là mạnh. Thì sau một cái bữa tiệc linh đình như vậy thì đương nhiên thì sau khi tiệc có dấu hiệu của chuyện gọi là kết thúc, tức là thị trường không tăng nữa mà có dấu hiệu giảm, ví dụ như chứng khoán Mỹ thì mới chỉ có dấu hiệu giảm thôi, còn Việt Nam mình thì là nó đã rõ ràng cái giảm rồi, thì khi đã
có dấu hiệu giảm hoặc là đã rõ ràng hơn cái xu hướng gọi là downtrend chung và dài hạn. Thì như vậy thì cũng tương tự gọi là tương đương với câu chuyện đó là bữa tiệc đã tàn. Bữa tiệc đã tàn thì bữa tiệc đã tàn thì thông thường thì cần phải đợi cho đến khi dọn một cái bữa tiệc mới thì chúng ta mới bắt đầu tham gia. Còn bữa tiệc tàn thì nó còn còn những cái công tác cần phải chuẩn bị, là ví dụ như với thị trường thì nó phải có thời gian để tạo đáy, còn với bữa tiệc thì nó phải có thời gian để dọn dẹp, để lau chùi, và phải có cái lý do nào đó mới, tốt hơn, tích cực hơn để tạo ra một bữa tiệc mới. Cũng giống như thị trường thì nó phải có thời gian tạo đáy, thì ví dụ như là tạo đáy chữ U, ví dụ như là tạo đáy W hay là tạo đáy chữ V, và cái thời gian đó nó sẽ với các nhà đầu tư mà chung và dài hạn thì họ thường tính bằng quý hoặc là tính bằng năm. Thì nếu tính bằng quý thì chúng ta có cái đợt suy giảm của thị trường từ tháng 4. Tháng 4 tới tháng 10 là một quý. Tháng 10 tới tháng mấy ạ? Tháng 4 sang năm là hai quý. Thì chúng ta mới trải qua được một quý rưỡi thì nó có thể được coi là thực sự là chưa đủ cho một cái chu kỳ gọi là dịch chuyển suy giảm và tạo đáy. Vì vậy nên họ chỉ trả lời chúng tôi là cần phải đợi thêm. Còn phía trước tình hình thế giới nó có thể là ổn định lại hoặc có thể là tiếp tục gọi là trầm trọng hơn, thì điều đó thì không ai dự báo được, và thậm chí thị trường có thể là tạo đáy ngay tại đây nhưng nó cũng vẫn cần có thời gian. Tức là ví dụ vị Việt Nam thì tạo đáy ngay tại 800, 880, 890, 900, nhưng nó cần thời gian nhiều hơn 3 quý đến 4 quý, thậm chí là lâu hơn một chút, lâu hơn một chút. Thì thưa với anh chị em và bạn, sorry hồi nãy thì chúng tôi tính hơi nhầm, tức là chúng ta đã trải qua 2,5 quý, gần 3 quý rồi, tức là 3 tháng là một quý thì ba gần 3 quý rồi, thì chúng ta phải cần chờ tới khoảng 3 tới 4 quý, 3 tới 4 quý thì nó mới tạo ra một cái xu hướng mới. Thì đó là một vài cái chia sẻ của nhóm chúng tôi về cái góc nhìn chung và dài hạn, và liệu có ai tác động được cái xu hướng chung và dài hạn hay không? Và nếu như video này đem lại được những cái hữu ích cho anh chị em và các bạn thì đừng tiếc một like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những cái video mới mà nhóm tự doanh chứng khoán cập nhật thường xuyên trên kênh YouTube. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.